bảng xếp hạng AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam thăng hoa. Thắng lợi 3-0 trước tuyển Malaysia hôm nay giúp tuyển Việt Nam vươn lên hạng nhì bảng B. AFF Cup 2020 diễn ra ở Singapore. Tuyển Việt Nam có trận thắng đẹp mắt và thuyết phục trước đương kim Á quân AFF Cup với tỷ số 3-0 với các bàn thắng của Quang Hải, Công Phượng, Hoàng Đức. Thắng lợi quan trọng trước những chú hổ Mã Lai giúp tuyển Việt Nam đạt thành tích toàn thắng sau 2 trận nhưng tạm xếp hạng nhì bảng B khi có cùng 6 điểm với tuyển Indonesia nhưng thua hiệu số bàn thắng bại 5 so với 6. Tuyển Malaysia cũng có 6 điểm nhưng đã đấu 3 trận và có hiệu số bàn thắng bại 3 nên xếp hạng 3 bảng B, cục diện bảng B hiện tại. Tuyển Việt Nam rộng cửa vào bán kết khi còn gặp hai đội yếu hơn là Indonesia và Campuchia. Tấm vé còn lại là cuộc quyết đấu giữa Malaysia với Indonesia ở lượt cuối ngày 19 tháng 12. Tuyển Việt Nam có 2 ngày nghỉ trước khi bước vào trận đấu với tuyển Indonesia vào ngày 15 tháng 12 tới. Quang Hải, Công Phượng đều được ra nghỉ ở hiệp 2 trận Malaysia nhằm dưỡng sức cho trận đấu với Indonesia.